Tổng thống Putin nói về phương Tây trước chuyến thăm Triều Tiên. Sức mạnh của đội ngũ tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Putin công du nước ngoài. Bộ trưởng Pháp ca ngợi lời kêu gọi bầu cử của danh thủ bóng đá. Nhà Trắng lo ngại khi Trung Quốc cho đầu tư xây dựng siêu cảng ở Nam Mỹ. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Trước thềm chuyến thăm Triều Tiên vào ngày 18 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một bài viết đăng trên tờ Nhật báo Rodong Shimbun của Triều Tiên. Trong đó, ông Putin đã cảm ơn Triều Tiên vì đã không ngừng hỗ trợ Nga và sẵn sàng đương đầu với tham vọng của phương Tây. Tổng thống Putin viết, Nga đã liên tục ủng hộ và sẽ hỗ trợ Triều Tiên cũng như nhân dân Triều Tiên anh hùng trong cuộc đấu tranh chống lại đối thủ nguy hiểm và hung hãn, cũng như trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bản sắc và quyền tự do lựa chọn con đường phát triển của mình. Ông Putin cũng cảm ơn Triều Tiên vì sự ủng hộ không ngừng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, sự đoàn kết quốc tế và tinh thần sẵn sàng bảo vệ các ưu tiên và quan điểm chung của hai nước tại Liên Hợp Quốc. Ông mô tả Bình Nhưỡng là bên ủng hộ tận tâm và cùng chí hướng với Moscow, sẵn sàng đương đầu với tham vọng của phương Tây trong việc ngăn chặn sự xuất hiện của một trật tự thế giới đa cực dựa trên công lý, tôn trọng chủ quyền và cân nhắc lợi ích của nhau. Nhà lãnh đạo Nga chỉ trích trật tự dựa trên luật lệ mà Washington đang cố gắng áp đặt lên thế giới, cũng như cách đối xử của Mỹ với Triều Tiên. Ông ca ngợi Triều Tiên đã bảo vệ hiệu quả các lợi ích của mình bất chấp nhiều năm bị Mỹ gây áp lực. Ông Putin cho biết, Nga và Triều Tiên có ý định phát triển các cơ chế thương mại thay thế và giải quyết chung không chịu sự kiểm soát của phương Tây, cùng phản đối các hạn chế đơn phương bất hợp pháp và định hình cấu trúc an ninh bình đẳng không thể chia cắt ở khu vực Á-Âu. Chuyến thăm lần này sẽ là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Putin tới Triều Tiên kể từ năm 2000 khi ông gặp cố lãnh đạo Kim Jong-un. Tháng 9 năm ngoái, ông Kim Jong-un đã tới vùng viễn đông của Nga tham quan trung tâm phóng vũ trụ Vostokny Cosmodrome, nơi ông Putin cam kết sẽ giúp Triều Tiên trong việc chế tạo vệ tinh. Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng tăng cường quan hệ ngoại giao và an ninh khi hai bên liên tục đón tiếp các phái đoàn chính phủ, quốc hội tới thăm lẫn nhau. Điện Kremlin cho biết Nga muốn thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực. Trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Nga Vladimir Putin, luôn có một đội tiêm kích hộ tống bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng tiếp cận để bảo vệ chuyên cơ chở Tổng thống Putin, sẵn sàng loại bỏ mọi mối nguy hiểm. Là phương tiện di chuyển trên không của người đứng đầu một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, chuyên cơ Ilyushin In-96 của Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn được bảo vệ một cách đáng tin cậy trước mọi loại mối đe dọa. Bên cạnh khả năng tự phòng không ưu việt, chiếc chuyên cơ luôn đi kèm với một đội máy bay chiến đấu hậu tống, di chuyển với khoảng cách đáng kể nhưng có thể nhanh chóng tiếp cận để bảo vệ chuyên cơ, sẵn sàng loại bỏ mối nguy hiểm bất cứ lúc nào. Như trong chuyến công du Trung Đông vào tháng 12 năm ngoái, phi đội gồm 4 tiêm kích Su-35S của không quân Nga mang theo nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn khác nhau, hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Putin trong suốt chặng bay từ Nga qua không phận nhiều nước đến thăm UAE và Ả Rập Xê Út. Theo TVKZ, video do quân đội Nga đăng tải cho thấy mỗi tiêm kích hộ tống mang theo tên lửa không đối không R-73 và R-77 treo dưới cánh. Sau khi chuyên cơ Ilyushin In-96 chở Tổng thống Putin đáp xuống sân bay Abu Dhabi ở UAE, nhưng chiếc Su-35S lập thành đội hình bay như biểu diễn tại các triển lãm hàng không rồi hạ cánh. Su-35S là máy bay chiến đấu siêu cơ động đa năng thế hệ 4++ của Nga, được sản xuất bởi nhà máy máy bay Gagarin ở Komsomol-on-Amu. Máy bay được trang bị hai động cơ AL-41F1F, có chiều dài 21,95m, sải cánh 14,75m và cao 5,92m. Su-35 có trọng lượng cất cánh tối đa 35.500kg và đạt tốc độ tối đa 2.500km/h, gấp 2,35 lần tốc độ âm thanh. Su-35S có tầm bay lên tới 4.500km và đạt trần bay 18.000m. Mẫu máy bay chiến đấu này được phát triển trên cơ sở của Su-27 và có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 1 tháng 4 năm 1992. Sau nhiều năm gián đoạn, Nga nối lại dự án chế tạo và sản xuất hàng loạt Su-35 với các chuyến bay thử nghiệm cuối những năm 2000. Su-35S được trang bị tổ hợp điện tử hàng không mới, radar mảng pha với phạm vi phát hiện mục tiêu trên không lớn hơn và tăng số lượng mục tiêu được theo dõi. Máy bay chiến đấu một chỗ ngồi này được thiết kế để đánh bại các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, cũng như để tiến hành trinh sát và chiếm ưu thế trên không.
Được biết, Su-35S được gắn 12 giá trong vũ khí, mang bom, tên lửa ở hai bên cánh, có thể mang nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất đa dạng, gồm tên lửa không đối không R-77 và R-73, tên lửa chống hạm KH-31 cùng một số loại bom dẫn đường và không dẫn đường. Su-35S thậm chí còn được trang bị pháo tự động GSH-30-1 30 ly với cơ số đạn lên đến 150 viên để tác chiến linh hoạt và mạnh mẽ trong tình huống giao tranh tầm gần. Su-35S có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến mà ít máy bay chiến đấu nào trên thế giới có thể thực hiện được. Tiêm kích đa năng này có thể thực hiện các đòn tấn công theo kiểu bánh kết khi đang bay nhanh mà không phải giảm tốc độ, qua đó nâng cao đáng kể khả năng tác chiến cho máy bay. Ngoài ra, Su-35S là loại máy bay duy nhất trên thế giới có thể xoay vòng 360 độ khi bay theo phương nằm, phương mà không cần giảm tốc độ. Hoặc trong khi tham chiến, nó có thể giảm tốc độ từ 600 km/h về gần bằng 0 km/h và lơ lửng trên bầu trời trong vòng 8 giây. Theo các chuyên gia quân sự, dù là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4+, nhưng Su-35S có đặc điểm và các tính năng kỹ chiến thuật gần ngang bằng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Tối 17 tháng 6 trên sân vận động thành phố Düsseldorf, đội tuyển Pháp khởi tranh Euro 2024 với trận gặp đội tuyển Áo trong khuôn khổ bảng D. Một ngày trước trận đấu, thủ quân đội tuyển Kylian Mbappe đã thu hút sự chú ý khi lên tiếng về những biến động chính trị đang diễn ra trong nước. Nhắc tới vòng 2 của cuộc bầu cử quốc hội, cầu thủ Mbappe 25 tuổi nói tình hình chính trị Pháp hiện nay là thời điểm quan trọng chưa từng có trong lịch sử. Anh muốn chống lại tư tưởng cực đoan, chia rẽ và kêu gọi giới trẻ đi bỏ phiếu. Anh Mbappe nói, tôi hy vọng mình vẫn có thể tự hào khi khoác lên mình áo tuyển Pháp sau ngày bầu cử 7 tháng 7. Phát ngôn của danh thủ Mbappe đã dấy lên làn sóng tranh cãi, trong đó nhiều người phe cánh hữu cảnh báo anh không nên can dự chính trị. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng đã kêu gọi chống lại bất cứ hình thức gây áp lực và lợi dụng nào đối với đội tuyển. Sau lời phát biểu của danh thủ Mbappe, Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Odessa Castera đã lên tiếng ca ngợi danh thủ Mbappe đã có lời kêu gọi mẫu mực, khuyến khích cử tri không ủng hộ những tư tưởng cực đoan. Bộ trưởng Audia Castera nói, cầu thủ Kylian Mbappe đã có phát biểu rất mẫu mực, anh ấy muốn nhắn nhủ người trẻ vào thời điểm vô tiền khoáng hậu và mang tính quyết định cho tương lai. Nhiều vận động viên Pháp nổi tiếng trong đó có tay vợt Joe Wilfried Tsonga và vận động viên điền kinh Joe Wilfried Tsonga cũng kêu gọi bỏ phiếu chống lại phe cực hữu. Kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu hôm 9 tháng 6 cho thấy, Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia RN nhận được 31,3% phiếu bầu, gấp đôi sự ủng hộ dành cho Đảng Phục hưng theo đường lối trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron. Điều này giáng đòn mạnh vào ông Macron, khiến lãnh đạo Pháp giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, với hy vọng chặn đà tiến của RN và các đảng cực hữu. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại, ông có thể mắc sai lầm và trao chìa khóa quyền lực cho phe cực hữu. Các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy RN có thể giành được số phiếu lớn nhất trong cuộc bầu cử, nhưng sẽ gặp khó trong việc chiếm đa số quốc hội. Tại thị trấn Thanh Bình trên bờ biển Thái Bình Dương của một quốc gia Nam Mỹ, Trung Quốc đang xây dựng một siêu cảng có thể thách thức ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực giàu tài nguyên mà Washington từ lâu đã coi là sân sau của mình. Đó là cảng trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ đang được xây dựng ở Chancay, Peru và được tài trợ bởi các khoản vay từ ngân hàng Trung Quốc. Theo tờ tạp chí Phú Quân, cảng nước sâu Chancay quan trọng đối với Bắc Kinh đến mức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đến khánh thành vào cuối năm nay trong chuyến đi đầu tiên tới lục địa này kể từ sau đại dịch COVID-19. Được sở hữu phần lớn bởi tập đoàn vận tải biển khổng lồ Trung Quốc hay còn gọi là Costco, cảng Chancay hứa hẹn sẽ tăng tốc thương mại giữa châu Á và Nam Mỹ, cuối cùng mang lại lợi ích cho những khách hàng ở xa như Brazil với thời gian đi tàu qua Thái Bình Dương ngắn hơn cho các chuyến hàng thương mại. Khi các quốc gia trên thế giới bị tấn công bởi làn sóng hàng hóa giá rẻ mới do Trung Quốc sản xuất, cảng này có thể mở ra thị trường mới cho xe điện và các mặt hàng xuất khẩu khác của Bắc Kinh. Trung Quốc đã là đối tác thương mại hàng đầu của hầu hết Nam Mỹ. Mỹ lo ngại rằng việc Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở nơi có thể trở thành trung tâm thương mại toàn cầu thực sự đầu tiên của Nam Mỹ sẽ cho phép Bắc Kinh tăng cường hơn nữa sự kiểm soát của mình đối với các nguồn tài nguyên trong khu vực, tăng cường ảnh hưởng đối với các nước láng giềng gần nhất của Mỹ và cuối cùng là triển khai quân ở gần đó. Các cựu quan chức Mỹ cho rằng dự án nêu bật khoảng trống ngoại giao mà Mỹ đã để lại ở châu Mỹ Latin khi nước này tập trung nguồn lực ở nơi khác, gần đây nhất là ở Ukraine và Trung Đông. Cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện lãnh đạo văn phòng của Hội đồng châu Mỹ ở Washington DC, Eric Van Wood cho biết, điều này làm thay đổi cuộc chơi,
nó thực sự tạo nền tảng cho Trung Quốc theo một cách mới quan trọng ở Nam Mỹ với tư cách là cửa ngõ vào thị trường toàn cầu. Đây không chỉ là vấn đề thương mại mà còn là vấn đề chiến lược. Nằm cách thủ đô Lima của Peru khoảng 80 km về phía bắc, cảng trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ được tài trợ bởi các khoản vay của ngân hàng Trung Quốc sẽ là cảng đầu tiên trên bờ biển Thái Bình Dương của Nam Mỹ có thể tiếp cận các tàu lớn nhờ độ sâu 18 mét, mặc dù các cảng khác trong khu vực có khả năng xếp giữa container lớn. Điều đó sẽ cho phép các công ty gửi hàng hóa trên những con tàu này di chuyển trực tiếp giữa Peru và Trung Quốc thay vì trên những con tàu nhỏ hơn, trước tiên phải đến Mexico hoặc California. Tập đoàn Costco cho biết cảng Chancay hoàn toàn nhằm mục đích thúc đẩy thương mại. Phó Tổng Giám đốc Costco tại Peru, Gonzalo Rios nói, đây là dự án thương mại nhằm thúc đẩy sự phát triển, không có gì phải giấu ở đây cả. Ngay sau khi cảng được đồng ý triển khai vào năm 2019, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa ra những dự đoán về tương lai của Peru như một trung tâm thương mại giữa Trung Quốc và Nam Mỹ, với những gợi ý rằng nước này có thể giúp Bắc Kinh thực hiện các ưu tiên khác, chẳng hạn như liên kết cáp ngầm dưới biển. Peru đã gạt đi những lo ngại của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Peru Javier González Olachi nói rằng nếu Mỹ lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Peru thì Washington nên tăng cường đầu tư, đồng thời nói thêm rằng mọi người đều được chào đón khi đầu tư vào Peru.